Game Boy TV xin chào tất cả các anh em, các bạn bè. Lời đầu tiên, Game xin chúc tất cả một ngày mới vui vẻ, công việc ổn định, sức khỏe dồi dào. Hôm nay Game Boy TV sẽ soi cầu miền Bắc thứ tư ngày 28 tháng 6 2023. Game sẽ cho đầu đuôi lô xiên, lô kép và lô ba càng của đài miền Bắc để cho anh chị em tham khảo. Để tiếp nối ngày hôm nay thì game sẽ thống kê lại cái lọc ngày hôm qua của chúng ta. Thứ ba ngày 27 tháng 6 2023. Đầu đuôi hôm qua game cho anh em gặp 1771. 1771 thì đài 17 đài không về. Đài về. Còn 7171 thì hôm qua ta được lại về bên lô. Tức là 71 hôm qua thì đài về bên lô. Đầu thì không về, đài về bên lô. Đuôi thì về 95. Còn về lô thì hôm qua 2112, 2112 thì hôm qua số 1 ta một đuôi ta được, còn số 2 đầu cũng được, của đài về 82. Còn số 212 thì ta về cũng được cái đuôi 2, còn đài thì về 6292. Còn 12 thì ta không về. Ở lô xiên thì ngày hôm qua 2171, 21 thì hôm qua ta không về, ta được một nháy của 71, một nháy của 71 xiên. 71 của đài miền Bắc. Còn về lô kép miền Bắc hôm qua thì 00 và 22 không về, đài về lại về 44, nên là kép miền Bắc hôm qua ta bị tạch luôn. Còn ở lô ba càng thì 581 và 698. 581 thì hôm qua đài về 181, số 5 này không về, đài về 181. Còn 698 thì đài bị tạch. Nói chung ngày hôm qua thì game vui cũng được một nháy của miền Bắc ở vệ xiên, và lô của miền Bắc là 71. Chúc mừng tất cả anh em đã theo kênh game về được cái số 71 của đài miền Bắc, lô 71 của đài miền Bắc. Rồi giờ đến tiếp đối ngày hôm nay thì đầu đuôi game sẽ cho anh em những con số để cho anh em tham khảo như sau. Đầu đuôi hôm nay game sẽ cho anh em đó là cặp số 8 7 7 8. Còn về lô sẽ là 4 5 4 5 5 4, lót 54. Ở lô xiên của miền Bắc hôm nay sẽ là 54 lót 87. Ở lại lô kép của miền Bắc hôm nay sẽ là cặp 66 và 11 để cho anh chị em tham khảo. Riêng về lô ba càng của đài miền Bắc hôm nay sẽ là cặp 165 và 484. Trên đây là những con số chuẩn của Game Vui TV soi cầu miền Bắc thứ tư ngày 28 tháng 6 2023. Đầu đuôi 7887, lô 5445, xiên 874, đá 54. Còn lô kép sẽ là 11 và 66. Còn với lô ba càng sẽ là 484 và 165 để cho anh chị em tham khảo. Anh chị em xem video thì hãy like và đăng ký kênh, ủng hộ kênh Game Vui TV để giúp kênh ngày một phát triển hơn và lấy cái động lực soi cầu chính xác hơn, rực rỡ hơn. Và chúc tất cả các anh chị em, các bạn bè, các cô, các chú, các dì, các dượng cùng toàn thể mọi người một ngày mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, công việc ổn định, phát tài phát lộc. Cảm ơn tất cả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các video lần sau.